Rồi lớp trưởng nói gì đi. Bây giờ thay mặt cả lớp em cảm ơn cô và cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy Hà Hoa đã dắt chúng em. Bây giờ mặc dù cô Bình có chủ nhiệm em, em rất là quý cô. Vỗ tay. Rồi cái lớp trưởng cùng với cô giáo cắt bánh đi. Đấy, bạn nào mở nhạc này rất là ý nghĩa nhỉ. Rất là hay, đúng không? Rồi. Rồi cho nhạc nhỏ đi. À, hoặc tắt đi cũng được. Đó, ừ. Rồi. À các em chụp ảnh cho cô giáo với này lớp trưởng. À lớp trưởng ngước lên một chút nhỉ. Rồi chia cho các bạn đi nhỉ. Thôi thì mỗi bạn bị chuyển sang một lớp. Nhưng mà hy vọng là đến cuối năm thì thầy mong là các em lại tập hợp lại với nhau nhờ, trong lớp 12C3 này. Nói gì với học sinh đi chứ. Cô giáo nói gì với học sinh đi. Quỷ đem nhau ra đây. Mình là